Nếu bạn muốn mua robot thì hãy đến với shop robotviet.com. Ở đây bán robot giá rẻ và uy tín. Các bạn có thể yên tâm mà mua robot nhé. Ok. Mọi người, mình là Mai Phương đây. Và trong cái buổi chiều ngày chủ nhật ngày hôm nay, mình sẽ gọi là như thế nào nhỉ? Tức là sẽ là gợi ý cho các bạn một cách để gọi là làm một cái Dominus Faker. Thì cái Dominus mà mình định Faker là cái trị giá của nó là 20 triệu Robux. Thì với cái vật phẩm mà Faker này thì các bạn chỉ cần tốn 170 Robux thôi. Và đây là một cái mình học hỏi từ một YouTuber nước ngoài. Cái này không phải là cái ý tưởng của mình nha, tại vì mình thấy nó khá là hay và mình nghĩ là mình sẽ làm video này để mang đến cho những bạn mà chưa biết, hoặc là những bạn nào thích Dominus nhưng mà lại không có điều kiện mua, thì có thể gọi là một gợi ý sáng suốt để mà các bạn có thể làm theo nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào phần catalog và review cho các bạn xem ba cái vật phẩm đó để kết hợp với nhau để tạo ra một cái Dominus Faker là như thế nào nhé. Cái vật phẩm đầu tiên thì đó chính là một cái đầu đội chùm này. Đây là một cái vật phẩm mà có thể gói là nhìn nó rất là tựa với Dominus luôn. Lúc trước là cũng có một cái Dominus mà Faker là màu đỏ đỏ rồi, thì cái này là lần này là màu xanh nha, với trị giá là 68 Robux. Bây giờ mình sẽ mua nó luôn nhé. Vai nào. Thì đây là vật phẩm đầu tiên, và link của những cái vật phẩm này mình sẽ để ở phần mô tả video để các bạn có thể tiện mà lại mà mua nha. Còn bạn nào muốn mua Robux ở đâu á thì có thể đến với shop Robux mà mình đang quảng cáo ở đầu video, hoặc là mình đã treo cái link ở góc video đấy, thì các bạn có thể ghé xem. Rồi bây giờ mình sẽ đến với vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai thì nó hơi tốn kém một xíu, nhưng mà nếu mà xét về chung nguyên một bộ thì là chỉ tốn 170 Robux thôi mà, đúng không nè. Thì cái này chỉ giá 100 Robux nha mọi người. Thì cái này sẽ là phần ở cái phần sau của cái nón. Ok, mình sẽ mua luôn. Mua xong nghèo luôn mọi người ạ. Đó. Thì đây là cái vật phẩm thứ hai. Cái vật phẩm thứ ba thì chỉ giá 2 Robux thôi, đó là một cái t-shirt. Thì hiện tại là cái t-shirt này mình nghĩ là cái hình ảnh nó chưa có update lên, nhưng mà khi mà các bạn try on thử thì các bạn có sẽ nhìn thấy là hai cái cục xanh xanh ở trước ngực á. Thì đó. Thì đây cũng chính là cái YouTuber mà mình đã đề cập tới, đó là Pickhead đấy, người đã gợi ý cho mình biết được cái làm cái Dominus Faker này. Mình sẽ mua luôn nhé, mua coi như ủng hộ luôn. Đó. Xong rồi, thì đó chính là ba vật phẩm mà chúng ta sẽ làm được một cái Dominus Faker. Và bây giờ mình sẽ vào phần avatar gắn ba vật phẩm này lại nhé. Và bên cạnh đó thì nếu bạn nào mà có tiền ha, có thể nhu cầu là mua thêm một cái áo choàng, mình thấy là nó hơi bị xịn hơn, tại vì cái nhân vật này ấy sử dụng cái thân choàng nó nhìn hơi bị đẹp luôn. Cái khăn choàng màu xanh phía sau nè, các bạn nhìn thấy không? Đây, mình sẽ lít vô cái vật phẩm này nhé. Thì cái khăn choàng này chỉ giá 100 Robux nữa. Thì nó có hai cái cục phía trước á, mình nhìn thấy nó đẹp hơn so với cái t-shirt 2 Robux. Thì tiền nào của đó. Đấy, thì đây cũng là một ý cho những bạn nào mà gọi là dư Robux thì các bạn có thể thử cái này cũng được. Mình nghĩ là cái này cũng hơi bị ngầu ấy. Hiện tại thì cái ad của mình nó không đủ Robux để mà mua, nên là mình không thể review kiểu thế. Nhưng mà chắc mình nghĩ là một lát nữa mình sẽ gắn ba cái vật phẩm kia và mình thử cái này xem nó sẽ như thế nào nhé. Hello, mình đã vào phần avatar lại rồi đây. Thì bữa hôm là mình có làm cái skin mà làm cái mặt ó cầu vòng Faker. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến tiết mục làm Dominus Faker nha. Ok, thì cái phần nón mình mới vừa mua đây. Mình sẽ gỡ cái phần tóc ra, tại vì phần tóc nó đã chèn mất cái phần nón rồi. Gỡ tóc ra nha. À, thật ra là cái này phải chỉnh một cái body màu đen nữa. Nhưng mà lúc trước là mình có chỉnh một cái outfit da đen đâu rồi ta. Tại vì cái da đen nó không thể chỉnh được trên điện thoại. Đây, cái màu đen của mình đây. Tạm thời là mình sẽ dùng cái này để mà lấy cái nước da đen. Nước da đen thì nó mới nhìn mới giống với lại cái Dominus thật hơn. Các bạn nên chỉnh cái da đen cho máy tính đấy. Rồi, mình sẽ chọn cái mặt mà giấu cái miệng này đi. Đó, đen thui luôn rồi này, thấy không? Mình sẽ gỡ tóc ra. Gỡ này ra luôn rồi gắn cái này vô. Rồi thì cái kia này nó ở phần nào ta? Phần neck hả? Phần vùng cổ đúng không? Đây. Rồi tới cái phần t-shirt lúc nãy mình mua nữa. Clothing day t-shirt. Đây.
Đó, để mình gỡ cái phần pack ra nhé. Cái phần áo đâu rồi? Đây. Đổi cái áo nào đẹp đẹp hơn coi. Ý cái bộ xanh này từ sự kiện đúng không? Từ sự kiện gì đó. Ready Player 2, ý cũng được quá nè. Đó. Animation gì ngầu ngầu coi. Không có cái gì ngầu hết trơn á trời. Nè. Thôi này đi. Cái face. Nếu mà mình chèn thêm cái face vô nhìn nó có lạ lùng không? Ôi lạ lùng quá. Thôi thế này được rồi nha. Thì đó, thì đây là cái Dominus Fake trị giá 170 rupee. Các bạn nhìn thấy thế nào, ok chưa? Thì mình nghĩ là lời khuyên nếu mà bạn nào có 10 rupee hay gì đó, có thể là mua thêm, sắm thêm áo và quần để cho nó hợp tông một xíu. Thì cái bộ đồ này làm từ cái sự kiện Ready Player 2 miễn phí nè, cho nên là mình thấy cũng khá là hợp với cái tông này luôn. Trời ơi, nhìn rất là giống Dominus nha mọi người. Cực kỳ giống. À, và bây giờ thì mình sẽ vào phần cái áo choàng lúc nãy để mình try on thử coi nó có đẹp hơn không nhé. Rồi, cái áo choàng trị giá 100 rupee. Mình sẽ try on. Ồ. Ê, chết, bấm lộn. Bây giờ mình sẽ bấm xoay chiều nha. Để các bạn có thể nhìn đầy đủ góc cạnh của nó luôn. Đó. Mình thấy là có thêm cái áo choàng này nó lại đẹp hơn á mọi người. Đúng không? Tại vì ở cái phần trước ngực của nó có hai cái dấu ít màu xanh á, nhìn nó đẹp hơn so với cái t-shirt hai lookbook mà lúc nãy mình vừa nói. Đây. Nhưng mà bạn nào không có điều kiện thì cứ 170 rupee như thế này cũng được rồi. Còn bạn nào muốn tranh xả sang chảnh hơn á thì mua thêm cái áo choàng này nha. Ok, và mình sẽ bổ sung cái áo choàng này luôn để cho các bạn dễ tìm nhé. Và nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy nhớ bấm thích cho mình nha. Cái video của mình đến đây được rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nha. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Sayonara.